Alo. Alo. Chưa thấy chưa thấy có ai xuất hiện hết. Lần này tôi sẽ bàn về F0 ha. Các bạn có nghe rõ không? Các bạn mình có nghe rõ không? Nếu mà nghe rõ thì mình báo mình nghe rõ để tôi sẽ bắt đầu nói chuyện nha. Thì ủa nghe rõ không ta? Cái này mà không nghe rõ nữa thua luôn á. Tại vì đeo cái này vô mà nói như vậy mà nó không nghe là coi như là chức quốc luôn. Nghe rõ không? Các bạn có nghe rõ không? Ai mà nghe rõ thì gõ nghe rõ thì tôi mới biết được ha. Nghe rõ không nè? Alo, nghe rõ không? Ủa sao đâu thấy ai không có gõ nghe rõ rồi ta? Các bạn mà nghe rõ đó thì các bạn sẽ báo cho tôi biết là mình nghe. À vậy được rồi, có người nghe là mấy người khác nghe rồi nha. Thì bây giờ tôi bữa nay tôi hứa là tôi sẽ nói chúng ta về cái F0 nha, cái F0 mới á. Nhưng mà trước khi mình bàn cái đó đó thì chúng ta sẽ nói về tình hình nha, tình hình. Thì theo tôi thì cái tốc độ chích ngừa của thành phố Hồ Chí Minh như vậy đó, cộng với cái số người bị mà nó hết rồi đó, thì có là hy vọng là chắc khoảng 2 tuần nữa, cuối tháng 9 thì chúng ta sẽ được mở ra từ từ ha, mở ra từ từ để rồi mình còn đi làm việc. Và chắc là hai cái đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của nước mình á, mà chích ngừa cái tốc độ đó đó thì nó sẽ tốt thôi nha. Thứ ba là có thể là Bình Dương Đồng Nai gì đó. Đó. Thấy Đồng Nai cũng thông báo nó chích được 70 mấy% á, thì nó rất là tốt. Theo tôi thì người ta mà chích khoảng chừng nước mấy cái nước khác họ thấy mà chích một mũi mà 70% là họ mừng lắm á. Tại vì dân dân Việt Nam mình tôi thấy tương đối là rất là hợp tác trong những chích ngừa. Nhưng lâu lâu thì có người hơi nhát, có cái nhóm mà nó hơi anti vaccine thì mình không nói làm chi à, nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp lắm, đối với Việt Nam thấp lắm, chỉ có những người hơi nhát thôi à, nhưng mà khi mình giải thích rõ thì nó khỏe. Cho nên nếu mình chích ngừa được cái tốc độ này đó thì có lẽ là mình sẽ thắng thôi nha. Chứ còn nếu mình đừng có hy vọng vô là cái những cái phương pháp mà mình vây vây gì đó à, chỉ khi nào mà nó còn sớm, những cái tỉnh mà còn sớm á thì cách phong tỏa rồi cách ly của mình một hồi nữa thì nó mới mới chờ rồi mà chờ vaccine thôi. Chứ còn cái chủng Delta này thì nó hết rồi, nó là vô địch về chủng lây rồi, nó giống virus người rồi. Nha, thành ra mình ráng để mà mình có được vaccine thôi. Nha. Thì theo tôi thì mình cố gắng làm sao mình chích cái người mà quan trọng nhất á là cái người lớn tuổi. Cái này tôi cũng nói hoài ha. Ráng dụ mấy ông bà cụ đi chích ngừa xong là tự nhiên nó yên à. Trong nhà mình mà có mấy cái người đó chích rồi là nó yên. Thứ hai là một mũi. Thứ ba là 2 mũi. Hai càng nhiều càng tốt. Còn nít thì tính sau đi ha. Đừng có lo cho con nít làm gì. Cái tỷ lệ bệnh nặng ít lắm. Đừng có lo làm gì. Nó cũng giống như khác thôi. Nha. Thì hy vọng là tình hình sắp tới nó sẽ ổn như vậy. Mình cũng vui vẻ là với nhau. Bây giờ tôi nói về F0 mà cái bình thường mới ha. Tưởng mới thì mình biết là F0 hồi xưa đó, F0 cái đây 1 tháng đó, nó rất là khủng hoảng, rất là khủng hoảng, bởi vì mình không có cái chỗ để mình bám. Và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đó, thì bị nó đánh bất ngờ nha. Đánh một cách bất ngờ có nghĩa là mình nghĩ là nó chưa có tấn công vô cái đối tượng nguy cơ nhưng mà nó đã tấn công vô đó rồi, thành ra lúc đó người dân cũng bất ngờ, y tế cũng bất ngờ. Thành ra cái ứng phó của mình nó là một sự sợ hãi ha. Và sợ hãi thì tinh thần nó kéo theo là rất là trầm trọng, không có hồi phục được ha.
Cách đây 1 tháng là tôi tiếp xúc với những cái người F0 đó là họ vừa nói vừa run rẩy luôn á. À, nhưng mà bây giờ thì họ rất là bình tĩnh. Tại vì bây giờ mình là bình thường mới rồi. Có mấy yếu tố chúng ta bình tĩnh là như thế này. Thứ nhất hiện nay đó thì cái thuốc á nó tương đối là chuẩn. À, cái thuốc điều trị nó không có. Tại vì sau khi mà ngành y tế Hồ Chí Minh phát cho cái túi thuốc thì nó chuẩn rồi. À, có cộng thêm 1 2 3 thứ thôi. Thì thành ra mình thấy mình có được chăm chút là cái thuốc đó mình chuẩn rồi. Nhất là có thuốc chuẩn. À, có thuốc chuẩn. Thứ hai là mình hiểu được là hồi trước chung quanh mình rất là ít người bệnh. Chứ mình rất là sợ. Sợ sợ nó nặng. À, nhưng mà bây giờ mình thấy là chung quanh mình rất là nhiều người hết. Rất là nhiều người hết nha. Thành ra mình rất thứ nhất là có thuốc, thứ hai là mình không có sợ nhiều như hồi xưa nữa, cái sự hoảng loạn nó hết rồi. Không có sợ nữa. Nha. Rồi nó không còn đánh bất ngờ nữa, có nghĩa là có người nặng là ít cái số người nặng ít á. Mình đưa vô là bắt đầu mình khỏe rồi. Đó là cái lợi thứ hai. Cái lợi thứ ba đó là bây giờ cái giường oxy của mình á, thành phố Hồ Chí Minh nó nhiều lắm, đủ rồi. Nha, đủ rồi. Thành ra mình không có căng thẳng gì lắm cái chuyện là phải đi thuê oxy rồi phải đi mua máy trộn oxy. Thì bây giờ cái giường đó là cũng có. Và cái số bệnh của mình bây giờ thí dụ như là F0 mình biết trước rồi. Ha, rồi mình tiếp xúc với cái gói thuốc, cái tiếp xúc gói thuốc nghĩa là mình tiếp xúc với cái ông y tế. Ha. Rồi bây giờ mở ra rất là nhiều cái người mà hướng dẫn. Và cái người hướng dẫn nó cũng vô khuôn khổ rồi. Ha. Có những người lúc đầu người ta không biết nhiều về Covid đâu, nhưng mà người ta hướng dẫn là người ta tìm tòi sắp rồi người ta hiểu được à, khi nào là cần oxy, khi nào là nguy hiểm, rồi người dân của mình cũng biết được SpO2 cái đo nồng độ oxy trong máu là sao, ha, rồi mạch là sao, rồi mệt là sao, mệt do tâm lý là sao, mệt thiệt là sao, mà đói thì sao, mà ăn thì sao, thì bây giờ mình biết hết rồi. À, thành ra mình không có hoảng loạn nữa, không hoảng loạn nữa. Cái đó là cái tiếp theo là mình phải là mới rồi đó. Cái nữa là cái tỷ lệ chích ngừa ở thành phố Hồ Chí Minh nó cao rồi. À, thành ra nếu mà mình có chích 1 mũi không chích 2 mũi đó, mình hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, cho nên mình đừng có lo lắng về cái chuyện mình là F0 nữa. À, theo tôi bây giờ á, ai mà chích ngừa rồi á mà là F0 là phải mừng chứ không phải là buồn. Tại vì sao? Mình mà bị F0 mà mình bị nhẹ là càng khoái, tại vì là giống như mình chích thêm 1 mũi nữa, đúng không? Mà tôi thấy rồi ha, nhiều đứa nó bị F0 hả, chích ngừa rồi ha, nó đi phơi phới à, tuy là nó bị đi vô cách ly hay là cách ly tại nhà nhưng mà nó khỏe re nó, cho nên mình thấy không, F0 mà chích ngừa rồi nữa càng khoái đó. Trẻ khỏe chích 1 mũi, người lớn lớn chút chích 2 mũi, bị F0 càng khỏe. Và tôi thấy đa số những người mà chích 1 mũi rồi á nha, là họ cái tâm của họ rất là bình, tại vì họ biết là trong người họ đã có một lượng kháng thể nhất định, đặc biệt là sau khi mình chích 14 ngày nha. Thông thường thì cái vaccine nó vô khoảng 10 ngày nó bắt đầu nó có đó, nó có tạo nó, rồi 14 ngày là nó đúng cái chu kỳ của nó tạo ra nhiều, và đặc biệt là 28 ngày là nó tạo ra cái chu kỳ của nó vậy đó. À, thành ra những cái người mà được chích ngừa 1 mũi rồi người ta bệnh xong người ta rất là bình tĩnh, rất là bình tĩnh đó. Cho nên mình có những cái yếu tố đó thì nếu mình là F0 thì phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ mình có nhiều lợi thế lắm, bóc điện thoại lên nhấn là nó có liền nha. Tôi ngày tôi nhắn bị nhắn tin khoảng chừng 300 tới 500 lần á, giờ điện thoại giờ số điện thoại tôi cũng bị lộ luôn rồi á. Nhiều khi mình nói người ta mình không biết người ta là ai nha. Nhưng bây giờ có thêm một cái tình trạng á là F0 con nít F0 con nít mà người mẹ hay là người bố cầm điện thoại lên rung, thật là rung luôn á, rung lắm ha. Không biết sao, biết sao, biết sao. Thì tôi thấy thì cũng không cần thiết. Gọi cho tôi thì nó hết sức bình tĩnh. À, thì rõ ràng là giải thích một hồi người ta sẽ bình tĩnh. Cho nên các bạn mà có nhận được một em bé mắc bệnh thì hết sức bình tĩnh. À, nếu nó có nặng á, thì là cái bệnh gì nó cũng nặng hết. Có nghĩa là cái cơ địa của nó bệnh gì nó cũng nặng hết. Chứ không phải là Covid làm nó nặng. Nhưng coi chừng nó bệnh khác. À, mùa này sốt xuất huyết nhiều lắm. Đó, thành ra đó, có những cái nỗi lo của mình bây giờ nó không còn nữa giống như hồi xưa nữa. Ví dụ hồi xưa mình đâu có thấy người ta bị nhiều đâu ha. Rồi người quen của mình đâu có thấy người ta bị hết đâu, mà mình mới sợ, đúng không? Còn bây giờ chung quanh mình rất là nhiều người hết bệnh, chung quanh mình nhiều người mình đã từng thấy những người chích ngừa 1 mũi rồi hết bệnh ha. Tôi kể cho nghe, có cái anh đó là
Anh nói chích mua rồi. Anh nhắn bác sĩ, mẹ tôi là lớn tuổi rồi ha, mà bây giờ bệnh sợ quá. Cái tôi mới hỏi là chích sao. Nó nói, em chích được, bà cô chích được một mũi Moderna rồi. Tôi nói thôi khỏe, không có nói gì, chích khoảng chừng 3-4 tuần là nó khỏe. Mà rõ ràng ba chỉ cần 2 ngày sau thôi là cái người đó khỏe lại rất là nhanh đó. Thành ra mình có những yếu tố đó đó thì mình đừng có hoảng loạn như bây giờ nữa, như trước kia nữa. Cái này 1 tháng thì rất hoảng loạn. Cho nên bây giờ trong nhà mình á, nếu mà mình có, mình là F0 á, mình nhìn quanh mình tìm cái gì ha, mình nhìn quanh mình tìm cái gì, chỉ cần tìm là mấy cái người mình sắp sửa lây á, là có người nào lớn tuổi mà chưa chích ngừa hay không. Chỉ cần nhìn đúng vậy thôi ha, chỉ lo đúng vậy thôi ha, chứ đừng có lo cái gì nhiều nữa. Không lo con nít nha, con nít mà khi nào nó 70-80 kg á, nó quá sức béo phì á, thì mình mới bàn. Đó, mình nhìn quanh mình nói à, nhà mình không có ai hết, không có ai là cái đối tượng đó hết, thì không cần làm gì hết. Thậm chí là các bạn cứ bình thản ở nhà, nếu mình có chích một mũi rồi, mà thậm chí là mình cái người trai trẻ nữa đó, là đặc biệt chích 2 mũi nữa, mà không có việc gì phải lo. Tại vì tôi thấy rồi, cái tỷ lệ mà nó làm cho mình lo lắng là toàn là do cái đầu mình thôi đó, toàn là do cái đầu mình thôi. Cho nên mình bây giờ là cũng bình thường mới rồi đó, chỉ cần nhìn sao là bây giờ trong nhà mình nó như thế nào, có ông cụ bà cụ nào không đó, có người nào bệnh nền hay không, thì mình tách người đó ra, tách người đó ra. Nhưng nếu người đó mà chích ngừa 2 mũi rồi nữa thì cũng không có việc gì phải lo. Đó. Để đương nhiên là mình để hạn chế lây tốt nhất có thể, chứ không phải là mình đi nhong nhong ngoài đường. Đó. Không phải vậy. Đó thì mình chỉ cần nhìn như đó thôi. Cái nữa là bây giờ á, tôi không hiểu được là đã F0 về nhà quấy mũi làm cái gì, tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là sắp tới là người ta không có quấy mũi nữa đâu. F0 về nhà tự nhiên nó quấy mũi làm gì. Cái nữa là bây giờ các bạn mà đi ra mà kêu, người ta kêu mình quấy mũi á, ha, thì tốt nhất là nếu mình tự làm á, tốt nhất là có triệu chứng thì làm cho cái người lớn tuổi, chứ còn mình kẹt kẹt chút chút chích ngừa rồi thì cũng không quan trọng. Nếu mà trong nhà mình có người nào lớn tuổi thì mình hãy xét nghiệm đó. Và thậm chí có nhiều người sau đó tự nhiên mất mùi mất vị, đúng không? Càng khoái, càng khoái, kệ nó. Tại vì sao, mình đã có miễn dịch thì chắc chắn là mình sẽ rất là mạnh đó. Thì cái đó là chúng ta nhớ là hết sức bình tĩnh nha. Rồi sẽ là mình có cái thuốc gì uống cái thuốc đó, tại vì nó cũng vớ vẩn là cái chuyện mà sốt ho sổ mũi mất ngủ thôi. Nhức đầu đau bụng chút chút đó, tại chích ngừa rồi mà lo cái gì. Còn cái tiền thuốc chống đông hay là kháng viêm gì đó hiếm lắm. Cho nên bây giờ các bạn ngồi các bạn nghe là có cái ông kia, cái ông kia ông chích 2 mũi rồi mà ông phải cần thở oxy, thì tôi nói cái tỷ lệ đó rất là thấp ha. Và không có cái bệnh nào, dù đã có vaccine hay không có vaccine, mà nó không có trường hợp đặc biệt hết ha. Cái trường hợp đặc biệt đó thì sẽ có cái ngành y tế người ta lo. Mình đừng có nói mình là cái thuộc cái loại đặc biệt ha. Mình chỉ cần đo SpO2 thôi, hết sức bình tĩnh đó. Rồi tôi thấy vượt qua khá là nhiều ha. Thành ra mình là F0 thì mình nhìn quanh vậy thôi nha. Nhưng cái tình hình hiện nay á là tôi kể cho các bạn nghe luôn là cái con Covid này nó vô cùng hay ha. Tại vì tôi là dân lầm nhiễm, là tôi thích cái gì á mà nó có nhiều triệu chứng đa dạng là tôi thích lắm. Nó diễn tiến nhiều người khác nhau là tôi rất là thích. Tại hồi nhỏ cái tính tôi vậy, ông này nó không giống ông kia ha, nhưng nó rất là hay. Có nghĩa là sau khi mắc bệnh á, nó có những cái triệu chứng á, mà cũng có thể là do cái đầu của mình, mà cũng có thể là nó vậy đó, nhưng mà rồi nó cũng hết. Có người thì mạch nhanh, có người thì mạch chậm, có người thì tức ngực, có người thì ngộp thở, nhưng mà tất cả đều đó B2 bình thường hết. Có người ngồi thì SpO2 nó bình thường, nhưng mà nằm ngửa ra thì SpO2 nó hơi thấp chút. Có người SpO2 nằm ngửa thấp nhưng mà nằm sấp xuống thì SpO2 nó lên. Nhưng mà cái tỷ lệ đó rất là thấp. Thường thường là SpO2 nó rất là ổn định khi mình hết bệnh. Chỉ có một số người nhỏ là nằm ngửa ra. Bữa trước tôi thấy đứa nhỏ đó nó nằm ngửa ra, nó than nó, mà tôi thấy cũng mấy người rồi, nó sao kiểu á, em vừa nằm xuống là nó tuột xuống. Thì sau khi nó đi làm phổi phiếc thì không thấy cái gì hết, hết sức là bình thường. Nhưng mà kêu nằm sấp xuống sao, nó đúng là nằm sấp nó lên. Tại vì có khả năng là mình ngộp thở đó, mình thở cái phần trước nó không đủ.
khi mình ngồi thì mình có thở phần sau, nhưng mà khi nằm á thì cái phần sau lưng của mình á nó không có đủ đó, thành ra mình hết sức bình tĩnh để mà mình tập thở ngồi, tập thở nằm ha, rồi tập thở nằm sấp đó thì nó sẽ hết thôi. Còn mạch nhanh thì bữa tôi nói rồi, ấn nhãn cầu ha, ấn nhãn cầu đó. Còn mạch chậm là tâm bổ, tập luyện trở lại ha, tập luyện trở lại đó, thì chúng ta cố gắng mấy cái đó. Rồi có người rụng tóc rụng tóc, có người sụt cân ha, nó bình thường. Tại vì sao? Một cái con virus mới, một cái tác nhân gây bệnh mới của con người á, là cái người mình nó cần nhiều năng lượng lắm để nó tạo ra cái lượng kháng thể ha, để mà nó chống lại lần sau đó, nó chống lại lần sau đó, cái lần mà lần sau mà nó tấn công vô lại nó chống lại thì nó cần năng lượng kinh khủng lắm ha, thành ra mình ráng mình ăn, rồi nó rụng tóc từ từ nó mọc lại thôi. Thỉnh thoảng cũng có một cái người nào đó nó mất khứu giác rất là lâu ha, thì kệ mồ nó. Vị giác thì lâu thì tôi không thấy nha, mà khứu giác mất, có người mất lâu lắm, thực kệ mồ nó, mình không hử được nó càng tốt, đi tới chỗ nào cũng chả sợ mùi hôi thì nó không có vấn đề gì, từ từ nó hồi phục nha. Nhưng mà bên đông y thì nó có cái cách bấm bấm huyệt cái đó, thì các bạn cứ làm rồi từ từ nó hết hết sức bình tĩnh, thỉnh thoảng mới có một người như vậy nha. Thành ra chúng ta đừng có tìm hiểu đọc báo làm cái gì, đừng tìm hiểu nha. Tại cái tỷ lệ nó thấp thì tự nhiên sao mình gán ghép cho mình đúng không, mà mình có mất mùi lâu thì nó cũng bình thường, cái nó miễn sao thế nào nó có ấy thôi. Đừng có quá sức bi quan. À, bây giờ tôi sẽ bàn qua cái chuyện là sắp tới thẻ xanh như thế nào. Sắp tới thẻ xanh như thế nào? À, thì tôi nghĩ là cái tốc độ chích ngừa như vậy nè, à, cái tốc độ chích ngừa như vậy nè, và khoảng cuối năm mà vaccine nó về nữa đó. À, một cái nhóm mà Pfizer mà nó về ba mấy triệu liều rồi AstraZeneca nó về đều á, à, và thì nó sẽ tràn hết thôi, nó sẽ bù hết thôi. Cho nên bây giờ mình có bị chậm một chút về vấn đề thẻ xanh á thì mới đừng nghĩ gì lạ, nên mình cố gắng mình tìm thôi. Tại vì theo tôi thì một cái xứ mà chích mà 70% một mũi là cái xứ đó thuộc là vô địch rồi, à, đặc biệt là mình bảo vệ được người già nữa, đặc biệt là cái năng lực y tế của mình nó khỏe nữa. Cho nên các bạn mình mà cố gắng làm sao kiếm một mũi á, thì ví dụ như là mình dụ tất cả được chích một mũi hết, những cái cộng đồng mình là 70% là mình ngon rồi đúng không, rồi sau đó mình chích tới 2 mũi đó. Cho nên mình chưa có thẻ xanh thì mình đừng có lấy gì làm đặc biệt nha, cố gắng chích ngừa đi, rồi người ta sẽ, nếu mà càng nhiều người chích một mũi thì lúc đó thì tất cả là ngon rồi nha. Mai mốt tỉnh càng nhiều người chích một mũi nữa, rồi sau đó mình có đủ vaccine mình chích 2 mũi rồi coi như là xả vàng luôn, xả vàng luôn ha. Cái nữa là bây giờ tôi muốn nói luôn á về vấn đề xét nghiệm ha. Vấn đề xét nghiệm là nó như vậy nè. Tôi chưa có thấy cái bệnh nào á mà về lâu về dài á mà người ta không làm xét nghiệm máu để biết người đó từng bệnh hết đó. Không bao giờ có chuyện một con virus, một con tác nhân gây bệnh đi vô cơ thể mình á mà nó đi mất rồi á, là chỉ có xét nghiệm máu thôi, không có xét nghiệm khác nữa đó, chỉ có xét nghiệm máu thôi. À, bây giờ một cái người bình thường đúng không, mình lấy máu người ta ra mà tự nhiên người ta có kháng thể kháng viêm gan B mà người ta chưa có chích ngừa, thể đâu ra là do người ta nhiễm, người ta tự hết đúng không. Một cái người phụ nữ mang thai xét nghiệm ra thấy có kháng thể rubella mà loại IgG là nó tự bệnh, chứ làm sao mà ở đâu ra được, mà không chích ngừa ở đâu ra được. À, sau này người ta làm thêm gì, một cái người hồi nhỏ không biết có mắc bệnh thủy đậu hay không, bây giờ chuẩn bị chích ngừa, người ta cũng xét nghiệm ra, người ta thấy à, trong người này có kháng thể kháng thủy đậu rồi, thì tự mắc bệnh mà ra chứ chứ ở đâu mà ra, đúng chưa. Có rất là nhiều bệnh người ta làm cái đó, bệnh sởi người ta cũng chẩn đoán như vậy, à, bệnh rubella người ta chẩn đoán như vậy, viêm gan CVB người ta cũng chẩn đoán như vậy, rất là nhiều cái bệnh người ta chẩn đoán như vậy, mà tôi không hiểu tại sao mình nói là cái này không chẩn đoán được. À, nhưng cái đó vô lý, vô lý đó. Mà người ta tạo ra kháng thể để làm gì, người ta chích vaccine để làm gì, người ta chích vaccine là người ta muốn làm sao đó giống y chang như là nhiễm bệnh nó tạo ra kháng thể, vaccine là vậy đó. Nhưng người ta không bao giờ làm được, người ta không bao giờ làm được, có nghĩa là mục tiêu của vaccine là để tạo ra kháng thể giống như con người bị bệnh, một con tác nhân gây bệnh hoang dại đó, mục tiêu của chích vaccine là vậy đó. Cho nên mình đã bị bệnh rồi cũng sợ cái gì đó,
Tại vì mục tiêu chính vaccine là tạo ra kháng thể như là mình mắc bệnh. Vaccine nào mà tạo được như vậy, vaccine là số 1. Hiện nay chưa có vaccine nào làm được gì hết đó. Chưa có vaccine làm gì hết đó. Nhưng là không thể bằng được một cái tác nhân gây bệnh, nó gây bệnh. À. Tại sao có người bệnh nhưng mà còn bệnh lại? Là do cái tác nhân gây bệnh đó nó có nhiều tiếp khác nhau, chứ không phải là nhiều biến chủng khác nhau. À. Đó. Thế con này nó có cái gì đâu, thì sốt xuất huyết thì nó bị 4 lần, à. Phế cầu thì bị nhiều lần, ho gà bị nhiều lần thì hết. Đó, cho nên mình đừng có suy nghĩ nhiều về cái chuyện xét nghiệm. Thứ hai là xét nghiệm mới làm cái gì? Xét nghiệm mới làm cái gì? À. Chỉ có một giá trị duy nhất là biết mình có bệnh hay không thôi. Còn ít nhiều không có giá trị gì cả. Không có giá trị gì cả. Tại vì sao? Tại vì sao? Cái xét nghiệm của mình á, mà mình tìm cái kháng thể vô người mình á, là nó theo thời gian. Mới đầu vô á, là nó ra một cái loại kháng thể ban đầu. À, con người mình hay lắm, con người mình vô cùng hay đó. Giờ tôi ví dụ nha, nếu một cây gai mà đâm vô tay mình á, không phải tự nhiên nó sưng đâu, không phải cây gai đó làm mình sưng đâu, mà do tế bào mình vây lại, hỏi cái cây gai này là mày là cái gì, à, mày là chất vô cơ hay mày là chất hữu cơ, nó vây lại đó, để nó lấy cái bộ nhớ nó báo về nhà, báo về trung ương nó là đây nè, có cây gai xuất hiện ở đây, phân tích xong nói cái thằng này là vô cơ, không có là vấn đề gì hết, thành ra mình mới thấy mình bị sưng. Chứ cái gai làm sao đó là mình xứng được. Đó. Như vậy thì một con virus hay là vi khuẩn nó vô người mình, nó cũng sẽ bị vây lại. Nói đây là sinh vật, chứ không phải là cái vật vô cơ hay là cái chất gì đâu. Mà sinh vật như vậy á, là thế nào nó cũng hại mình. Cho nên mình mới tạo ra rất là nhanh một cái kháng thể ban đầu. Người ta gọi là IgM. À. Cho nên có một số bệnh á, người ta lấy máu ra, người ta thử IgM, nó nói, à, cái ông này đang bệnh nè, hoặc là mới bệnh xong nè. Đó, sau đó nó sẽ báo về tế bào trung ương để nó tạo ra một cái IgG. IgG đó thì sao? Nó kéo dài rất là lâu. Có thể là cả đời luôn. Và thậm chí á, nó lên như vậy ha, xong nó đi ngang. Vài năm sau đi xuống, nhưng mà trong bộ nhớ nó còn. Chỉ còn con virus tấn công vô thôi là nó bung ra một cái, nguyên một cái xưởng của nó sản xuất ra một loạt luôn, cho nên nó rọt lên là nó đẩy ra, chứ không phải là mình tưởng là mình đo cái đó làm cái gì, miễn sao nó dương là được rồi. Các bạn không cần thiết phải là ngoài chút tôi nói chuyện chích ngừa cho nghe nha. Chút tôi nói chuyện chích ngừa cho nghe. Còn cái này á, thì nó là như vậy, bản chất là như vậy. Nha. Còn tại sao mà người ta nói là nó 6 tháng là như vậy nè. Đặc thù của cái con human coronavirus, tôi bảo đảm mai mốt con này nó sẽ trở thành human coronavirus đó. Và cũng có thể nó sẽ được đặt tên giống như cái ký tự mà của human coronavirus, tại vì human coronavirus là nó có cái chuỗi riêng của nó, giống đặt như cúm vậy đó, mà nó có 4 con rồi. À, còn bây giờ mình sợ bị đụng như là sạc cốp Vũ Hán vậy đó, thì mình mới đổi ra sạc thôi, chứ còn bản chất của nó mai mốt nó sẽ thành một cái khung. À, con này có thể là con thứ 5 mà phải đặt cái tên như vậy, tại vì nó thuần với người quá rồi. Không có cốp hai cái con khỉ gì đặt giống như vậy ha. Cho nên bản chất của con human corona hồi xưa đó là nó vậy á. Thường thường người ta chỉ nghiên cứu nó tới 6 tháng thôi, tại sau đó nó không thấy có bệnh, không có bệnh nhiều, người ta nghiên cứu làm gì, cũng có viết được 1-2 bài báo và có được đăng được cái gì đâu ha. Người ta thấy là cái kháng thể nó nhiều lắm ở trong vòng 6 tháng đầu, nó nằm đâu này nè, trong máu mình cũng có, mà nó tập trung đó. Vừa mới tấn công nó bung ra, những con bung ra ha. Thành ra nó có bộ nhớ, bạn đừng có lo là cái chuyện là xét nghiệm này cái gì đo lên thấy thì mừng, còn nó không cao thì kệ mồ nó, nếu mà đo sớm quá thì nó cũng không cao. Thường thường nó IgG là nó khoảng chừng 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần sau bắt đầu nó chạy lên hoài, chạy lên tới 6 tháng, thậm chí là nó cả đời luôn, không biết được đâu. Nhưng mà cái chuyện nó nói làm gì nha, cho nên các bạn đừng có suy nghĩ là cái gì bệnh nhẹ thì ít kháng thể, nó dốc. Bệnh cái người mạnh á, người ta mới bệnh nhẹ. À, cái người mạnh người ta mới bệnh nhẹ, người yếu xìu mới bệnh nặng, chứ còn có kháng thể sao bệnh nhẹ được đó. Mà cũng có thể nó liên quan tới là cái nồng độ của virus nó tấn công vào người mình lúc đó nhiều ít ha, trong người mình có vaccine hay chưa, nó liên quan tới bệnh nặng bệnh nhẹ. Nhưng mà đã bệnh là nó có bộ nhớ hết nha. Cho nên bây giờ á, mình có bệnh á thì mình xét nghiệm để làm gì, để mai mốt người ta cấp giấy thì được nha. Chừng xét nghiệm để coi coi tôi kháng thể nhiều hay ít để chích ngừa, tôi không tin.
theo tôi thì các bạn đừng có làm cái chuyện đó làm gì nha. Rất là nhiều người gửi cho tôi cái số, tôi nói trời, cái số này là thuộc là vô địch, nó tới mấy ngàn luôn mà làm sao mà lấy được nha. Cái thứ hai là gì, ở nước ngoài nó cũng có xét nghiệm là gì nè, nó kêu cái ông bị bệnh rồi tới nha, kêu cái ông bị bệnh rồi tới, nó không phải phục vụ. Nếu mà phục vụ chẩn đoán thì thôi, kêu ông này tới, nói bây giờ ông là bệnh, hồi xưa ông bị bệnh Covid đúng không, giờ tôi muốn lấy máu của ông ra để coi là trong máu của ông á có cái nồng độ kháng thể bao nhiêu, nếu mà ông nhiều là tôi sẽ chích huyết tương ra, tôi truyền cho cái ông kia đang rất là nặng, thì người ta mới đo. Và tôi tính là tầm theo cái tùy cái hãng là khoảng 800 mấy là ông đó là ngon rồi. Mà tôi thấy có nhiều người thì 5.000 luôn, 5.000, 3.000, 5.000 là nhiều lắm ha. Tại vì tôi với tôi đọc chắc cũng cũng cả ngàn cái xét nghiệm đó, tại vì người ta gửi mà đó. Thành ra các bạn đừng có lo lắng lắm về cái chuyện là sau bệnh mình sẽ như thế nào ha. Thứ hai là người ta làm xét nghiệm á, thì trong cái cơ thể của, trong cái cấu trúc của con virus hay là con vi khuẩn á, nó có bao nhiêu cấu trúc chính á, là mình sẽ tạo ra tất cả cái kháng thể đó. Trong đó có thêm một cái kháng thể người ta là kháng thể trung hòa, nhưng mà kháng thể trung hòa nó tách ra rất là khó, rất là khó, cho nên người ta hay làm là IgG, IgG, hoặc là trong đó người ta có thể tách ra là IgG của cái tế bào gai, chuyên trị tế bào gai, IgG của cái nucleotide, nucleotide của cái con virus đó. Đó, thì nó thường thường nó có hai cái đó thôi, mà có người ta trộn lại, trong đó nó có lẫn lộn cái kháng thể trung hòa trong đó, thành ra nhiều khi mình đọc đọc mình thấy thấy vậy đó. Rồi sau đó thì tổ chức thế giới mới là mình đi vô mình thấy người ta làm á, người ta thấy có chữ A chữ U đúng không, chữ A chữ U trên miếng đất đúng không, nhưng mà tổ chức thế giới là bây giờ nhiều hãng quá, nó phiên ra là B BAU á, là cái đó nó đổi thành cái đơn vị cho nó chuẩn vậy thôi, nhìn vậy thôi ha, đừng suy nghĩ nhiều cho nó bệnh đó. Cho nên nếu mình là người bị bệnh thấy có kháng thể rồi xong không bàn nữa, nhưng mà nếu mình cái người chích ngừa mình làm cái đó không có giá trị. Nếu mà làm cái đó mà có giá trị á thì mấy cái ông mà trong mà chế vaccine không có cực gì đâu, ông chế vaccine không có cực gì đâu, ông mà chế vaccine á, ông làm cái này ra hả là cái ông duyệt ông chịu, ông nói là ông phải đi làm cái kháng thể trung hòa cho tôi à, tại vì cái của ông chích vô người ta đó nó không phải là con virus hoang dại, nó không phải là tác nhân vi gây bệnh hoang dại, là ông chỉ cho người ta tập trận thôi. Mà đã tập trận á là phải gì, là phải cái con nào mà nó tạo được kháng thể trung hòa, cái chất nào đó, cái kháng nguyên nào đó nó tạo được kháng thể trung hòa. Cho nên mấy cái ông làm kia ông cực lắm, ông phải lấy máu rồi ông làm kháng thể trung hòa nó cực hơn chứ ha. Đó, và thậm chí ông còn đưa ra hai thứ, một thằng chích cái này, một thằng chích giả dược, coi thằng này bị thằng kia không bị hay không. Đó, cực lắm, chứ còn cái tác nhân cái bệnh hoang dại vô cơ thể mình còn. Cho nên bây giờ mình chích ngừa xong, đúng không? Mình bị người ta dụ. Giờ ông đi xét nghiệm đi, coi cái nồng độ của ông bao nhiêu để ông chích thêm mũi nữa, đúng không? Nhưng mà cái đó không bao giờ chính xác. Tại kháng thể trung hòa đó các bạn đo là phải tốn kém lắm. À, và không phải tất cả các phòng xét nghiệm nó đều làm được đâu. Cho nên đừng có bị gạt làm gì. Gạt đã đo ra cái gì, tính toán là cái chỉ số đó đối với lại cái người mà chích ngừa nó còn chưa thống nhất với nhau. Chưa với nhau đừng đi đo. Tại vì mình đo vô thì tối về mất ngủ. Có người nhắn là chích mồ sao em dưới 500. Dưới 500 cái cũng khỉ gì đâu. Tại vì sao? Nguyên tắc là khi mình chích ngừa mà mình mắc bệnh là nó chỉ cần một lượng kháng thể nhất định mình có. Mình vây con virus lại thì lúc đầu á là mình gặp cái tác nhân gây bệnh không phải là hoang dại, cho nên mình tạo ra cái kháng thể nó không nhiều, nhưng mà khi bắt đầu mình gặp con virus hoang dại mình vừa vây nó, mình vừa báo về trung ương ha, báo trung ương, trung ương biết là à cái thằng này thằng thiệt nè, bữa trước cái thằng giả, cái thằng thiệt nè, nó sẽ sản xuất ra nhiều hơn, thành ra chích hai mũi mắc bệnh vô khỏi chích mũi ba đúng không. Đó, bây giờ người ta chích mũi ba cho cái người trên 65 thôi ha, hoặc là cái người rất là miễn dịch kém thôi ha, thành ra mình đừng có rồi nó đang cố nó kết nối lại nha. Thôi bây giờ nó mạng nó yếu rồi ha, nhưng mà thành ra thì tôi cũng không hiểu được tại sao mà nó lấy cái hình sau lưng không à, nó không có lấy cái hình phía trước. Ao rồi bác ơi.
Thôi giờ tôi sẽ đi ra, tôi quay lại nha. Tôi nói nhanh thôi, bây giờ không biết tại sao.